Kính chào quý vị, hôm nay thứ Tư ngày 3 tháng 1 năm 2024. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin hôm nay sẽ có những nội dung sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác thêm nhiều công trình dự án hạ tầng giao thông. Tin thế giới, Israel hạ một thành viên cấp cao của Hamas. Tin thể thao, thắng Cagliari AC Milan vào tứ kết Cup quốc gia Italia. Thưa quý vị, nếu như năm 2023 là năm rất nhiều công trình dự án giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh phải tập trung hoàn tất các thủ tục đầu tư cũng như bồi thường giải phóng mặt bằng, thì năm 2024 là năm để các công trình dự án hạ tầng giao thông này chính thức bước vào giai đoạn tăng tốc để nhanh tiến độ thi công. Trong đó, đáng chú ý có 38 công trình dự án hạ tầng giao thông trọng điểm sẽ được các đơn vị liên quan phấn đấu hoàn thành. Dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàng, Cộng Hòa những ngày này đang trong quá trình tăng tốc thi công, đặc biệt gói thầu xây dựng hầm chui đầu tuyến và khu vực đường Thăng Long đang đạt tiến độ khoảng 50%, theo kế hoạch dự kiến hoàn thành vào ngày 30 tháng 7 năm 2024. Đây là gói thầu sẽ về đích đầu tiên của toàn dự án. Công trình thi công trong đô thị nên là trong quá trình thi công các hạng mục cũng đã gặp rất nhiều khó khăn. Dù vậy thì tất cả các đơn vị thi công gói thầu cũng đã cố gắng hết sức mình, đặt quyết tâm cao nhất là sẽ cố gắng hoàn thành đúng cam kết tiến độ và chất lượng với thành phố. Hiện nay thì nhà thầu đang bố trí ca kíp là 3 ca một ngày, thi công vào ban ngày và ban đêm đều được lên kế hoạch rõ ràng và chi tiết. Đây cũng chính là một trong số 38 gói thầu dự án công trình mà đơn vị liên quan sẽ tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2024. Điển hình như hai nhánh hầm chui dự án xây dựng hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, các dự án xây dựng cầu Nam Lý, Rạch Đĩa, Phước Long cùng cầu dòng Ông Tố, Bà Dạc thuộc dự án xây dựng nút giao thông An Phú. Mà anh em cũng rất là cố gắng như là để tranh thủ từng ngày từng giờ, như là để phấn đấu đạt được như là kế hoạch mục tiêu đề ra, cũng như là cam kết với lãnh đạo công ty cũng như lãnh đạo của ban là hoàn thành đúng kế hoạch của dự án. Để đảm bảo được tiến độ đề ra, mới đây Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động thi đua 365 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm. Đây là thông điệp cũng như quyết tâm để tất cả cùng dồn sức thực hiện vì mục tiêu chung của thành phố. Tập trung để triển khai thi công, duy trì tiến độ công việc, cũng như đặc biệt là duy trì được cái mạch của công việc, không có bị chững lại để hoàn thành cái công trình trong cái thời gian sớm nhất. Năm 2024, ngoài việc phấn đấu đưa và phục vụ người dân 38 công trình dự án, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố cũng sẽ tiếp nhận mặt bằng để tiếp tục thi công gần 40 dự án gói thầu tiêu biểu khác. Đặc biệt, công trình cuối cùng trong số 12 công trình được cho là gặp khó nhất trong công tác giải phóng mặt bằng cũng sẽ được thành phố tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các thủ tục liên quan để đưa vào thi công. Ngân hàng Nhà nước vừa giao chỉ tiêu định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2024 cho các ngân hàng là 15% và cho biết sẽ linh hoạt điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình thực tế. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng cung ứng nguồn vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng Nhà nước giao hết toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng 15% và yêu cầu tổ chức tín dụng kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm 2024. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh kiểm soát tăng trưởng tín dụng, bao gồm cả yếu tố điều chỉnh tỷ giá đến cuối năm 2024 không vượt quá mức dư nợ tín dụng được nêu trên. Tính đến ngày 27 tháng 12 năm 2023, tăng trưởng tín dụng toàn ngành đạt 12,26%. Vụ lúa trên đất tôm ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu từ lâu đã được người dân xem là vụ sản xuất chính trong năm. Những năm gần đây, nhờ có doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất giống lúa chất lượng cao, bao tiêu sản phẩm, nông dân không những yên tâm sản xuất mà còn dần hình thành thói quen canh tác theo quy trình kỹ thuật đồng nhất, chất lượng cao. Khoảng hơn một tuần nữa, bà con nông dân huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu sẽ thu hoạch lúa tím. Hiện bà con bắt đầu tháo nước để thu hoạch cá. Đây là vùng trồng nguyên liệu lúa tím đã được chứng nhận hữu cơ của công ty Hoàng Kim. Không chỉ có thu nhập từ lúa, nông dân còn được thu hoạch cá tự nhiên tại những con mương dọc bờ đê. Nhờ mô hình trồng lúa theo hướng hữu cơ nên cá tự nhiên sinh sống dưới lúa. Đây cũng là cơ hội cho bà con nông dân có thêm thu nhập thứ hai trước khi thu hoạch lúa tím. Mô hình mà ở trên lúa, ở dưới là tôm cá là một mô hình mà rất là tuyệt vời, và chúng ta có một cái minh chứng rất là rõ ràng là cái hạt lúa của chúng ta là hoàn toàn hữu cơ. Sau khi mà chúng ta kiểm tra những cái chỉ tiêu về dinh dưỡng thì chúng ta phát hiện được rằng là những cái khoáng chất và những cái nguyên tố vi lượng là nó rất là cao. Hiện Hoàng Kim có hơn 200 cửa hàng nhượng quyền độc quyền mở bán sản phẩm trên toàn quốc, cùng đồng hành với Hoàng Kim để đưa gạo sạch đến người tiêu dùng trong nước. Đã có một đối tác ở châu Âu đem hạt gạo tím Hoàng Kim sang 27 nước. Sau khi nghiên cứu và áp dụng thành công biện pháp bảo quản hạt gạo trong 2 năm, Hoàng Kim sẽ tiếp tục đem hạt gạo tím của Việt Nam ra nhiều nước tiên tiến trên thế giới. Hiện nay, việc tầm soát trước khi mang thai là việc cần thiết đối với những cặp vợ chồng đang chuẩn bị làm cha mẹ, nhằm giảm thiểu tối đa được những rủi ro không đáng có, phát hiện bệnh lý liên quan đến sản phụ khoa. Vợ chồng anh Nghiêm Bình đã đi kiểm tra, xét nghiệm để biết được tình trạng sức khỏe của bản thân, nhờ đó có kế hoạch chuẩn bị tốt nhất cho thiên chức của mình. Tranh thủ ngày nghỉ thì hai vợ chồng cũng đến khám, thì được anh chị và tất cả các y bác sĩ là tiếp đón rất là nhiệt tình. Phòng khám sẽ đưa ra những phác đồ điều trị phù hợp nhất để đạt kết quả cho người bệnh, cùng với sự chăm sóc nhiệt tình, giàu kinh nghiệm của y bác sĩ đã chữa được nhiều ca bệnh. Sau 6 tháng đi vào hoạt động, hiện phòng khám AMH đã đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại nhập khẩu như máy siêu âm 4D Revolution, máy phân tích vi sinh, máy miễn dịch tự động, hệ thống máy sinh hóa tự động, máy soi cổ tử cung, sàng lọc phát hiện ung thư cổ tử cung sớm, đem đến cho khách hàng chất lượng phục vụ cao, giá cả hợp lý và nhiều gói khám bệnh ưu đãi. Trước nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe răng miệng, Nha khoa Rex đã đầu tư toàn diện về máy móc, thiết bị và nhân lực để mang lại chất lượng cao nhất cho khách hàng. Đơn vị đặt ra phương châm hoạt động là đem đến những giải pháp điều trị tối ưu với can thiệp thủ thuật tối thiểu, nhẹ nhàng, chính xác, không đau, tôn trọng sinh học. Các bác sĩ tại Nha khoa Rex tốt nghiệp chính quy các trường đại học y uy tín, tham gia nhiều khóa đào tạo chuyên khoa sâu về cấy ghép implant, chỉnh nha mắc cài, chỉnh nha bằng khay trong suốt với các trường hợp răng hô, móm, khắp khỉnh, phục hình cố định và phục hình tháo lắp, nhổ răng khôn, điều trị cười hở lợi. Nhu cầu chăm sóc nha khoa được người dân quan tâm vì ảnh hưởng trực tiếp đến việc ăn uống hàng ngày và thẩm mỹ, có tác động đến sự tự tin trong công việc hàng ngày. Học viện Raja Yoga Yogi Xuân đã tổ chức thành công Gala 2023 Phép màu từ yoga, chia sẻ về chủ đề hạnh phúc và yoga, những khía cạnh mới. Cùng với đó là sự gặp gỡ, trao đổi về việc làm thế nào để yoga không chỉ là một hoạt động thể thao về thể chất, mà còn là một phương thức để đạt đến trạng thái hạnh phúc, an nhiên. Yoga có lợi ích như thế nào đối với sức khỏe của một con người? Nếu như mình chỉ coi trên phương diện sức khỏe thôi, thì yoga này sau một khoảng thời gian tập luyện nhất định thì nó sẽ có cái sự cải thiện rất đáng kể. Và đối với cái hành trình mà trên cương vị là một nhà đào tạo với hơn 11 năm trong nghề, thì cho tới thời điểm này thì tôi đã thấy rất là nhiều hội viên của tôi đã trải qua yoga và cải thiện cũng như là chữa lành đến 80-90%. Tại sự kiện, đơn vị cũng cho ra mắt hai cuốn sách về yoga cho mọi lứa tuổi. Đây là hai cuốn sách chuyên đề về yoga, gói gọn kinh nghiệm và kỹ năng giúp những người yêu yoga hiểu rõ về các động tác của yoga đến sức khỏe, sự cân bằng tinh thần và cơ thể. Sự kiện cũng là dịp vinh danh các vận động viên yoga đạt cấp một quốc gia có thành tích thi đấu xuất sắc trong năm 2023 vừa qua. Xin được chuyển qua phần tin thế giới. Hai nhóm Hamas và Hezbollah cho biết một vụ nổ do UAV tấn công gây ra tại Liban trong ngày 2 tháng 1 đã giết chết một thành viên cấp cao của Hamas. Vụ việc có thể khiến xung đột Hamas-Israel lan rộng ra khu vực Trung Đông. Ngay sau đó, Liên Hiệp Quốc nhận định cuộc tấn công này của Israel là cực kỳ đáng lo ngại. Theo hãng thông tấn quốc gia Liban, ông Saleh Al-Aruri cùng 5 người khác đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Israel và một cuộc họp tại văn phòng Hamas ở khu ngoại ô Tahejê, phía nam Beirut. Đây cũng là cứ điểm của phong trào Hezbollah, đồng minh của Hamas. Trong số những người thiệt mạng còn có một chỉ huy vũ trang Hamas khác. Ông Aruri là phó lãnh đạo chính trị của Hamas và là người sáng lập cánh quân sự của phong trào này là lữ đoàn Al-Qassam, vốn đã thực hiện cuộc tấn công kinh hoàng vào lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10 năm ngoái. Liên quan tới vụ việc, một nguồn tin Palestine ngày 2 tháng 1 nói rằng Hamas đã thông báo với Qatar và Ai Cập về việc đình chỉ các cuộc đàm phán ngừng bắn với Israel và sẽ không ngừng kháng chiến. Theo nguồn tin này, Hamas bác bỏ bất kỳ cuộc đàm phán nào nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở dải Gaza, trong bối cảnh Israel leo thang các cuộc tấn công và thực hiện các âm mưu ám sát chống lại các nhà lãnh đạo Palestine. Đông đảo người Palestine đã đổ ra đường tại thành phố Ramallah ở bờ Tây sông Jordan, hô vang các khẩu hiệu đòi trả thù cho vụ sát hại ông Aruri, đồng thời kêu gọi Tổng thư ký phong trào Hezbollah ở Liban, ông Sayed Hassan Nasrallah hãy hành động. Về phần mình phát biểu trước các phóng viên tại New York, Mỹ, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc bày tỏ lo ngại rằng diễn biến mới này đã thực sự cho thấy rõ nguy cơ dẫn tới lan rộng xung đột. Ngài Tổng thư ký đã đề cập rất rõ ràng việc giao tranh tiếp diễn có nguy cơ dẫn tới sự tính toán sai lầm lớn của các bên can dự. Và đáng buồn là chúng ta đã thấy điều này ở những nơi khác nhau trong khu vực. Vì vậy, một lần nữa, chúng tôi yêu cầu tất cả các thành viên của cộng đồng quốc tế hãy làm tất cả trong khả năng của mình nhằm ngăn chặn sự leo thang ở đây. Trong khi đó, trong một cuộc họp qua truyền hình hôm 2 tháng 1, người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Genio Hagari, đã từ chối trả lời khi được hỏi liệu có khả năng bị trả đũa cho vụ sát hại của ông Saleh Al-Aruri hay không. Các cuộc không kích và tấn công vào Israel vào Gaza tiếp tục gây thương vong cho dân thường Palestine trong ngày 2 tháng 1. Tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ Palestine PRCS cho biết đã bị không kích trúng trụ sở tại Khan Yunis. Tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ Palestine PRCS cho biết vụ không kích của quân đội Israel đã gây ra một số thương vong cho người dân đang trú ẩn tại cơ sở. Video do PRCS công bố cho thấy các nhân viên cứu thương và cứu hộ đang thu gom một thi thể tại trụ sở của mình vào thời điểm ngay sau vụ tấn công. Cũng trong ngày 2 tháng 1, cơ quan y tế Gaza cho biết 8 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công vào một tòa nhà trong trại tị nạn Nuseirat. Hình ảnh video cho thấy một số trẻ em được sơ tán khỏi tòa nhà đã bị san phẳng. Cũng theo cơ quan y tế Gaza, 207 người Palestine đã thiệt mạng trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết lên hơn 22.000 người trong gần 3 tháng xung đột giữa Hamas và Israel tại Gaza. Cũng liên quan tình hình khu vực, ngày 2 tháng 1, Houthi ở Yemen tuyên bố Mỹ sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt và trả đũa sau khi Hải quân Mỹ đánh chìm 3 chiếc thuyền của phong trào Hồi giáo này trên Biển Đỏ. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Sanaa, đại diện Houthi khẳng định Mỹ đã đạt tới mức quân sự hóa Biển Đỏ. Các hành động liều lĩnh của Mỹ đang ảnh hưởng tới hàng hải quốc tế, phục vụ những lợi ích của kẻ thù Israel. Mỹ là kẻ gây ra chiến tranh, các vấn đề và sự hỗn loạn. Họ quấy rối an ninh trên đất liền và trên biển. Họ đã phạm tội ác lớn khi tấn công lực lượng hải quân của chúng tôi, vốn đang thực thi nhiệm vụ hàng ngày chính thức của mình trên Biển Đỏ vì an ninh hàng hải. Trước đó, hôm 31 tháng 12, các máy bay trực thăng chiến đấu của Mỹ đã đánh chìm 3 trong số 4 thuyền của Houthi khi các thuyền này đang tấn công một tàu hàng của hãng Maersk trên Biển Đỏ, làm thiệt mạng 10 tay súng. Trong một diễn biến liên quan, ngày 2 tháng 1, Đại sứ Pháp tại Liên Hiệp Quốc Nicolas de Rivière cho biết Hội đồng Bảo an có khả năng sẽ nhóm họp về tình hình tại Biển Đỏ vào ngày 3 tháng 1 theo giờ New York. Pháp hiện đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an. Chiến sự Nga-Ukraine vẫn khốc liệt ngay trước và sau giao thừa 2023-2024. Hai thành phố lớn nhất của Ukraine là Kiev và Kharkov đã hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo siêu thanh của Nga. Các quan chức Kiev và Kharkov cho biết cuộc tấn công vào sáng ngày 2 tháng 1 do Nga thực hiện đã khiến 4 người chết và làm gần 100 người bị thương. Cuối ngày 2 tháng 1, Tổng thống Ukraine cho biết việc làm của Nga là nhằm mục đích gây ra sự tàn phá tối đa đối với nước này. Kể từ đầu ngày 2 tháng 1 đã có gần 100 tên lửa các loại đã được tính toán để gây ra nhiều thiệt hại nhất có thể cho Ukraine. Đây hoàn toàn là sự khủng bố có chủ đích trong vài ngày qua. Từ ngày 29 tháng 12 đến hôm nay, Nga đã sử dụng gần 300 tên lửa và hơn 200 UAV chống lại Ukraine. Đến nay, chưa có quốc gia nào đẩy lùi được các cuộc tấn công tương tự, nhưng riêng hôm nay, 10 tên lửa Kinzhan của Nga đã bị chúng tôi bắn hạ. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga công bố loạt video cho thấy các vụ tấn công khác nhau vào nhiều khu phức hợp công nghiệp quân sự của Ukraine ở Kiev. Các kho chứa tên lửa và đạn dược do đồng minh phương Tây của Ukraine cung cấp cũng bị nhắm mục tiêu, và phía Nga cho biết mục tiêu của các cuộc tấn công đều đã đạt được. Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào ngày 29 tháng 12 trong cuộc không kích lớn nhất vào Ukraine khiến ít nhất 39 người thiệt mạng. Kiev đã cảnh báo trong nhiều tuần rằng Nga dường như đang dự trữ tên lửa cho các cuộc tấn công lớn. Nga hiện đang nắm quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ ở phía đông và phía nam Ukraine. Tổng thống Putin tỏ ra quyết tâm sẽ trả đũa Ukraine và tiếp tục tấn công không khoan nhượng vào các mục tiêu quân sự Ukraine. Theo giới chức địa phương, tính đến sáng nay, số người thiệt mạng trong trận động đất xảy ra chiều ngày 1 tháng 1 ở Nhật Bản đã lên tới ít nhất 62 người. Các đội ngũ cứu hộ vẫn đang phải tìm cách tiếp cận các hộ gia đình bị mắc kẹt trong thời tiết lạnh buốt ở khu vực ven biển. Thiên tai kỳ này là trận động đất gây chết người nhiều nhất ở Nhật Bản kể từ năm 2016. Dự kiến số người thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng lên do nhiều người có khả năng còn mắc kẹt trong hàng ngàn ngôi nhà bị đổ sập. Tính đến 11 giờ ngày 2 tháng 1, các cơ quan chức năng đã sơ tán 57.360 người tại 955 địa điểm tại các tỉnh chịu ảnh hưởng của trận động đất là tỉnh Ishikawa và Niigata. Hiện chính phủ Trung ương đang điều phối việc vận chuyển hàng cứu trợ bằng đường biển do tuyến đường bộ lên các khu vực miền Bắc gặp nhiều khó khăn vì hạ tầng bị hư hại nặng. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cũng đang triển khai khoảng 1.000 thành viên tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu nạn. Tính đến sáng ngày 2 tháng 1, trận động đất đã gây ra ít nhất 140 dư chấn. Dù cảnh báo sóng thần phát đi trên khắp các khu vực rộng lớn dọc theo bờ biển đã được dỡ bỏ, người dân vẫn đang được khuyến cáo cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các rung chấn tiếp theo. Nhà chức trách cũng xác nhận không có vấn đề đáng lo ngại đối với các nhà máy điện hạt nhân tại khu vực xảy ra động đất. Báo Japan Times đưa tin khoảng 32.600 hộ gia đình ở tỉnh Ishikawa và 30 hộ gia đình ở tỉnh Niigata bị mất điện. Một số khu vực ở tỉnh Ishikawa, Toyama, Fukui và Nagano cũng đã bị mất nước. Liên quan vụ cháy máy bay ở sân bay Haneda, Tokyo, Bộ trưởng Giao thông Nhật Bản cho biết đã có 5 thành viên của lực lượng bảo vệ bờ biển nước này thiệt mạng trong vụ việc xảy ra do va chạm giữa hai máy bay. Giới chức cho biết chiếc máy bay mang số hiệu 516 của hãng hàng không Japan Airlines đã va chạm với một chiếc máy bay khác của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản trên đường băng C ở sân bay Haneda. Ngoài ra, nhà chức trách đang tiến hành điều tra. Còn Thủ tướng Kishida Fumio mô tả đây là một sự cố đáng buồn và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Theo Japan Times, máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển đang chuẩn bị cất cánh đến một căn cứ ở tỉnh Niigata để cung cấp hàng cứu trợ động đất thì va vào máy bay dân dụng. Khoảng 70 xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường. Toàn bộ đường băng sân bay Haneda đã ngừng hoạt động vào khoảng 6 giờ tối theo giờ địa phương. Các chuyến bay có lịch trình đến đây đã được điều hướng sang các sân bay khác trên khắp Nhật Bản. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ gần đây cho biết đã ghi nhận số ca mắc các bệnh về đường hô hấp đã ở mức cao hoặc rất cao tại nhiều bang hoặc thành phố lớn của nước này. Hiện số ca mắc COVID-19 và bệnh cúm tại đây có chiều hướng tăng mạnh. Ước tính Mỹ đã ghi nhận hơn 7 triệu ca bệnh, trong đó 73.000 trường hợp phải nhập viện và 4.500 ca tử vong liên quan đến bệnh cúm trong mùa này. Nhiều chỉ số tiếp tục tăng ở mức cao, trong đó COVID-19 vẫn là nguyên nhân hàng đầu, gây ra số ca nhập viện do virus đường hô hấp. CDC Mỹ cũng cho biết biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang phát triển nhanh chóng là JN.1, chiếm tới hơn 50% tổng số ca mắc mới ở Mỹ. Biến thể này đang làm dấy lên lo ngại của các chuyên gia y tế do chúng dường như gây áp lực cao hơn với mô phổi, có khả năng dẫn đến các trường hợp viêm phổi nặng hơn so với các biến thể trước. Tuy nhiên, các loại vaccine mới cập nhật cũng như các biện pháp xét nghiệm và điều trị hiện hành vẫn hiệu quả với biến thể JN.1. Do đó, CDC vẫn khuyến cáo người dân tiêm phòng và xét nghiệm khi có triệu chứng hô hấp. Xin được trở lại phần tin trong nước. Thưa quý vị, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong đợt nghỉ Tết Dương lịch 2024, khách tham quan tại các khu điểm du lịch vui chơi giải trí tại Thành phố Hồ Chí Minh ước khoảng 1.650.000 lượt, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đợt nghỉ Tết Dương lịch 2024 kéo dài 3 ngày 30-31 tháng 12 năm 2023 và ngày 1 tháng 1 năm 2024, khách tham quan tại các khu điểm du lịch vui chơi giải trí tại Thành phố Hồ Chí Minh ước khoảng 1.650.000 lượt, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2023. Năm 2023 là 1.600.000 lượt, Trong đó, khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh khoảng 46.528 lượt, tăng 86,1% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu du lịch ước khoảng 6.400 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Theo thông tin của các doanh nghiệp lữ hành, khách nước ngoài đến thành phố Hồ Chí Minh tăng cao, đặc biệt là khách tàu biển, dòng khách du lịch cao cấp đến từ châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật. Còn khách trong nước do nghỉ Tết dương lịch không nhiều và cũng cận thời điểm Tết Nguyên Đán, đồng thời giá vé máy bay tăng cao nên đa số khách lựa chọn du lịch nội đô cùng với gia đình hoặc về quê ở các tỉnh lân cận. Tại hội chợ công thương và xúc tiến tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, Công ty cổ phần Việt 54 mang đến cho khách hàng đa dạng danh mục các sản phẩm thuần Việt từ tiêu dùng, thực phẩm, làm đẹp đến sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề, văn phòng, nhà bếp, sản phẩm cho người khuyết tật. Từ một cái ý tưởng từ 2013 thì mình mong muốn là được bán sản phẩm của 54 dân tộc anh em. Và đến bây giờ thì cái đặc điểm nổi trội của mình là mình đi từng vùng một của cái Việt Nam mình để tìm ra những cái sản phẩm đạt chất lượng để đưa đến phân phối đến người dân tốt hơn. Việt 54, Việt54.vn là kênh bán hàng online các sản phẩm do người Việt Nam sản xuất với tâm niệm mong muốn góp phần tạo công ăn việc làm cho bà con cô bác ở các vùng miền khác nhau, từ các thành thị đến những vùng sâu vùng xa đầy khó khăn. Báo Sài Gòn Giải Phóng, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh HOBA và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op, đơn vị đầu tiên và tiên phong trong hệ thống phân phối, đã ký kết hợp tác toàn diện hỗ trợ thị phần thương hiệu cho 90 doanh nghiệp đạt danh hiệu doanh nghiệp xanh. Theo đó, dựa vào thế mạnh của mình, ba đơn vị sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp cùng hướng đến mục tiêu chung, phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp xanh, làm cơ sở để truyền thông thương hiệu, mở rộng thị phần cho doanh nghiệp xanh và nâng cao nhận diện của cộng đồng đến sản phẩm của doanh nghiệp xanh. Cái hoạt động này được xem là một trong những hoạt động để tiếp tục triển khai cái hoạt động sau giải thưởng là tạo cơ hội để cho doanh nghiệp được phát triển, và chúng tôi giữ vai trò hiệp hội để kết nối các cái nguồn lực, mỗi người chung tay góp sức. Nhà sản xuất sẽ có nhiều chương trình để quảng bá giới thiệu khi mình đạt được cái giải thưởng doanh nghiệp xanh để cho người tiêu dùng nhận biết. Nhà phân phối là Sài Gòn Co-op cũng sẽ tạo điều kiện gia tăng cái sự hiện diện của các sản phẩm xanh trên quầy, trên kệ và tại hệ thống phân phối của mình. Đây là một sự kiện rất là có ý nghĩa với Sài Gòn Co-op trong dịp mà kỷ niệm 35 năm. Công việc ký kết này cũng không chỉ là những cái nội dung ở trên giấy mà cái quan trọng hơn hết là thực thi và triển khai những cái định hướng mang tính chất là vĩ mô và kể cả vi mô đối với lại các hoạt động của Sài Gòn Co-op và cộng đồng doanh nghiệp cũng như là bà con người tiêu dùng ở tại Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước trong việc thực thi những cái giải pháp liên quan đến giải thưởng xanh cũng như là định hướng tiêu dùng xanh, sản xuất xanh và hướng đến một nền kinh tế xanh. Lễ ký kết góp phần hiện thực hóa thói quen tiêu dùng xanh, đồng thời thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh đạt net zero vào năm 2050 mà chính phủ đã đặt ra, cũng như triển khai hiệu quả chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh hướng đến phát triển bền vững trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030. Sau 5 năm xác lập vị thế tại thị trường Hà Nội, trong những ngày đầu năm mới, thương hiệu cũ Vân Long đã chính thức được ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh với cơ sở đầu tiên tọa lạc tại Bitexco Financial Tower. Thay đổi và nâng cấp hoàn toàn khi có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, cũ Vân Long Premium chính là sự nâng cấp hoàn hảo so với các cơ sở hiện có tại Hà Nội. Đặc biệt, nhà hàng đã tinh chỉnh và nâng cấp buffet all-in-one, bổ sung những món ăn cao cấp, món tặng hấp dẫn. Trong tương lai, Củ Vân Long sẽ tiếp tục nghiên cứu và cho ra mắt set buffet cao cấp để phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng, mang tới một trải nghiệm trọn vẹn và phong phú hơn dành cho các thực khách tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Vừa qua, Canada Quay đã vinh dự được bình chọn và nhận danh hiệu thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2023 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh do tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại tổ chức. Là đơn vị tư vấn du học, việc làm, định cư được thành lập tại Canada do hai cựu sinh viên tốt nghiệp tại Canada và UK là Bình An và Anna Linh sáng lập. Từ 2017 đến nay đã phủ sóng rộng rãi ở nhiều thành phố tại Canada và Việt Nam. Bình An cùng với lại Anna Linh sẽ xây dựng Canada Quay phát triển vững mạnh toàn diện để giúp được rất nhiều thanh niên ở Việt Nam và những người có ý chí cầu tiến và có kiến thức để sinh sống, học tập và làm việc. Sau hơn 7 năm hình thành và phát triển, Canada Quay đã và đang cố gắng không ngừng để cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, uy tín và tin cậy đối với các bạn học sinh, người lao động và gia đình tìm kiếm cơ hội đến Canada. Và những thông tin thể thao vừa rồi đã khép lại bản tin trưa nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Kính chào tạm biệt.